Đây, bây giờ sữa chua cà rốt của mình đã xong rồi nè cả nhà. Cái sữa mình đánh ra nó rất là thơm. Cái màu sữa ấy, nó hơi cam cam sữa đó cả nhà. Rất là đẹp. Để biết ra được cái cách làm sữa chua cà rốt này như thế nào, mình xin mời cả nhà cùng theo dõi video. Đây, để làm cái da ua cà rốt này thì ở đây đó mình có cà rốt. Đây, cà rốt mình đã xay xong 250ml cà rốt, một lon sữa đặc tương đương 400g, một lít sữa tươi và hai hũ da ua, hai hũ sữa chua cái. Rồi, bây giờ đầu tiên mình sẽ cho cái phần cà rốt này, cái nước cà rốt này vào đây. Mình nấu nha cả nhà. Mình sẽ nấu cho cái phần nước cà rốt này nó sôi lên. Này, mình sẽ nấu cái phần cà rốt này cho nó sôi thiệt sôi. Rồi, trong khi chờ đợi cái phần cà rốt sôi thì mình sẽ cho sữa vào đây. Thank you.
Sau khi mình đã cho sữa chua vào trong hũ, thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái thùng đựng nước đá như thế này. Mình sẽ cần có một cái khăn. Cái khăn á, dày thiệt dày nha cả nhà. Đây, mình phải có một cái khăn dày như vậy. Mình cho nó vào đây. Rồi, đây. Bây giờ mình sẽ sắp cái phần da ua này vào. Mình sắp tất cả vào đây, mình tránh cái nó bị dao động nha cả nhà. Đây, phía trên nó có cam cam là cà rốt. Rồi, bây giờ mình sẽ đậy khăn này lại. Mình trùm khăn này lại để giữ ấm cho cái phần da ua này. Đây. Và sau đó mình sẽ đẩy cái nắp nó lên. Đó, như vậy là mình đẩy xong cái phần này, mình sẽ để đây. Mình sẽ để yên, mình không có mà làm cho nó dao động nhiều. Giờ mình chờ đợi tới 24 tiếng nha cả nhà. Rồi, mình sẽ để nó nơi đây. Đây, bây giờ sữa chua của mình á, mình đã ủ được 24 tiếng. Để mình lấy ra cho cả nhà xem nó như thế nào nha. Đây. Đây, những cái hũ nó như thế này. Mình sẽ bưng ra hết nha cả nhà. Đây, những cái màu cam cam của cà rốt nó đọng lên phía trên. Nó đóng ở trên. Đây nè cả nhà thấy không? Ở phía dưới là cái phần sữa, còn phía trên nó đọng lên cái phần cà rốt ở trên. Đây mình mở cho cả nhà xem. Thấy không? Nó rất mịn. Mịn và đặc. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái phần sữa chua này mình cho đá vào. Mình đã chuẩn bị cái máy để mình xay nước đá. Và mình cũng đã chuẩn bị thêm một cái ly. Giờ đầu tiên mình sẽ cho tất cả nước đá vào đây. Đây. Mình đã xay đá như thế này. Bây giờ mình sẽ cho nó cho da ua vào ly nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ cho da ua vào đây. Đây, cái phần sữa chua của mình. Nó rất là mịn. Bây giờ mình sẽ quậy nó lên và mình cho vào ly. Cái thức uống sữa chua cà rốt này nó rất là bổ và cũng rất là đẹp da cho các chị em phụ nữ. Rồi. Mình sẽ cho đá lên.